Hồng Quỳ ơi, anh ơi, anh đâu rồi? Hồng Quỳ ơi. Hả? Lệ ơi, anh đây nè. Anh ơi. Hả? Em lạnh quá. Em lạnh lắm hả? Nè, ráng. Em ráng gượng dậy, uống thêm một lần thuốc nữa đi em. Ráng uống thêm lần nữa nha. Thuốc này đắng quá. Không, Lệ à, em uống thêm đi. Và em tưởng tượng thuốc này ngọt lắm. Nó như dòng sữa mẹ chảy trên môi. Nghe chưa chan thấm ngọt tình thân ấy. Anh đào hai củ cây rừng về sao sắc. Rồi gian dài phận trời cho em trong giảm tuyên. Anh lo cho em, anh đã lắm công phu sẵn sống bình. Gơi trong lòng trong chén thuốc, em thấy ngọt như pha đường, làm tan gì đắng cay. Đổ Lệ, em nào đang bèo bò tất nguyện để người yêu dương bận lụy phiền. Em ơi, giữa bão tố cuồng phong, đôi chim ngàn thu trôi dạt. Nhờ có chung tình chàng chưa thiết tha, chấp cánh thoáng qua gió dòng cuộn bão. Nhưng sao lòng em cứ lo sợ phập phồng. Đổ Lệ, em cứ yên tâm, vì đây là đồng đá thần. Đồng đá thần? Phải, đây là một chỗ linh thiêng nên ít người lai vãng. Thôi, em nằm nghỉ đi, để anh đi kiếm cơm về cho em ăn nha. Dạ, em ở nhà, em ra chờ anh. Anh đi về mau mau nha anh. Anh đi, anh về liền. Nhớ anh dặn nè, ở nhà ngồi một chỗ, không có đi tới đi lui nghe không? Dạ. Đi mà lỡ té đó, nguy hiểm lắm đó, biết không? Dạ. Nè, ở nhà anh về mà mắt em á, chắc là anh chết mất. Nghe Lệ, nghe anh dặn không? Dạ nghe. Ở nhà nghe. Trời ơi, thương em quá trời à. Anh hôn em một cái nè. Anh đi nghe. Áo vàng đã sạch tình sương gió, em nguyện câu lành nghĩa tông tơ dày thâm kết chặt lòng thơ. Kim bồ già kinh
bên ao trời. Mau một năm cơm thừa đang giá chi, cho người đói khó nào ai ngờ, năm cơm đã làm ta đổ mau, năm cơm thấm dơi mau đào, ngắm tình nhân thế mà đau. Lệ ơi, Lệ ơi, anh về nè. Lệ ơi, dậy, dậy ăn cơm đi Lệ à. Anh về đó hả? Anh về nè em. Anh ơi. Ơi. Cơm Lệ ở đâu vậy anh? Anh hay là không, anh xin của người ta đó, không phải anh ăn cắp đâu. Đừng có sợ, em biết không, ăn cắp là bắt lương, là một việc làm đế hèn khốn nạn. Anh không bao giờ anh làm như vậy đâu. Anh à, vừa rồi em nghe có người ăn cắp chạy ngang qua đây nè. Trời ơi, người ta đánh làm em sợ quá. Anh cũng thấy. Nhưng thôi, nè, cơm nè, em ăn đi. Anh ăn với em đi. Không, hồi nãy anh ăn rồi, anh ăn no dữ lắm rồi. Thằng này là của em đó, ăn đi Lệ, để kẻo đói em à. Em ăn nha anh. Ăn đi em. Anh ơi. Hả? Sao cơm này nó hơi mặn mặn với anh? Mặn hả? Tại vì người ta hồi nãy đó, người ta có chan một muỗng nước cá kho em à. Nước cá kho? Mà sao có mùi tanh như là mùi máu vậy anh? Không phải đâu em Lệ à. Em biết không, tại vì cá kho người ta để lạnh đó em. Vậy hả? Anh ơi. Hả? Anh lại gần đi, em chỉ cho anh coi cái này nè. Coi cái gì vậy em? Đây nè. Gì đâu, đâu? Trời ơi, trời ơi, mặt anh sao vậy nè? Mau, mặt mùi tóc tay anh vậy đi mau. Tại sao vậy anh? Có phải anh là gì em mà đi ăn cắp cơm nên bị người ta đánh, phải không anh? Không anh. Anh đừng giấu em. Có phải mau của anh đã đổ vào nắp cơm này, phải không anh? Phải không anh? Phải. Trời ơi, trời ơi, máu của anh đổ Lệ. Trời ơi, anh đã vì em mà hy sinh tâm nào, thì nằm cơm chan máu anh bảo em nuốt, làm sao em nuốt cho đành. Mau tim anh đã rời bỏ xác thân quy khô cứ hằng, lẽ ra thì được anh bao trong để dừng bước trên dặm ngàn thiên ly. Vậy mà nay anh lại đem dung phi cho một người tàn tật đòi đau. Người mùi cơm em sống cảm ghen ngào, thương xót anh trên bước đường đời ít mấy nhiều rồi. Ừ.
việc mai rủi anh không đáng kể, sự sống em mới là lẽ đang cần. Thương anh chỉ có tấm lòng, thương em anh thiên trọn dòng màu tiêu. Lệ ơi, nắm cơm đó tuy đã chan máu hận, nhưng em mãi ráng ăn đi, cho tình ta thêm mặn, cho nghĩa thêm nồng. Em ơi đừng xa vô định mà mình phủ bụi hồng. Mình phải trải qua muôn ngàn cằm bay, dày dạng lắm phong sương. Chung quanh anh giờ chỉ còn có em thôi, và dòng máu của anh thay cho lời anh nói. Em đã cô anh thoát khỏi án gia hình, thì trọn đời anh giữ vẹn chung tình cùng em. Anh Hồng Quy, dòng máu anh thay cho lời nói, lời em cũng là tiếng nói tận đài tim em. Nói sao cho ý tình chia nhau hơi thở vẹn vẹn thủy chung. Hồng Quỳ ơi, nếu có em anh lại rộn đời đau khổ, thì em nỡ nào gây phiền lụy cho anh. Thà em quy tâm thân tàn, bằng sự cứu mang. Đỗ Lệ ơi, em đừng nên nổi giận, đã không ích lợi gì mà chỉ gây thêm nỗi thương tâm. Em là lẽ sống của đời anh, nếu em chết hay em bỏ đi là em ích kỷ. Bụi thời gian là màn che dị dàng, nỗi buồn thương sẽ theo năm tháng mòn phai, và khi em chết là tình ta vĩnh quyết. Dẫu anh có nắng lòng thương tiếc thì em đây cũng không còn. Lệ, anh nói thật đó, nếu mà em chết thì anh cũng chết theo em luôn. Anh, em nói đùa đó, em không bao giờ chết đâu. Em sẽ sống hoài và sẽ trở thành bất tử bên anh. Muốn sống bên nhau thì em phải ăn ngang. Đó, ăn nữa đi, ăn nữa cho no đi Lệ à. Dân, em ăn đi. Ăn đi, ăn nữa đi em. Em ăn cho lòng no thấm cảm, màu tim anh nồng ấm tình yêu. À, anh nè. Gì em? Hồi nãy em vừa ngủ giấc ngủ ngon lành, chợt thấy thần linh về báo mộng. Thần linh báo mộng? Dạ. Mà mộng lành hay dữ vậy em? Một tin mừng. Một tin mừng. Thần linh chỉ cho em một thứ thuốc quý, trị được nhiều chứng bệnh, kể cả đôi mắt của em nữa. Trị được đôi mắt của em nữa hả? Dạ. Vậy thuốc gì vậy em? Linh thần dạy em phải đi tìm cho được của ngài cô đơn. Em cứ giỡn với anh hoài. Em nói thiệt mà. Thôi mà, ngại gì mà tên cô đơn nghe sao buồn thiu. Ý anh trở nên đùa cợt coi thường, vì ngày đó còn trong lòng nguyện đa một mình lo mà tìm kiếm thì có. Mà ở đâu để anh tìm thử coi hình dáng nó như thế nào. Em dặn ký đi, anh đi tìm thử ngay. Linh thần chỉ đi về hướng nam, sẽ gặp một cái nguyện đá. Trong nguyện đá có cây ngại cô đơn, thân ốm, lá dài, gai nhọn, mà phải tìm cho được cây ngải chết rồi đào cụ thì mới sáng mắt được. Em nói lại cho anh nghe coi,
ngại gì mà sao nó dài dòng, mà sao anh nhớ cho được? Dâu nè, cụ ngại cô đơn thân ốm lá dài gai nhọn. Ngại cô đơn thân ốm lá dài gai nhọn. Mà phải tìm cho được cây ngại chết đó nghe. Ngại chết hả em? Phải đào cụ lên. Nhớ không? Được rồi. Thôi anh đi kiếm liền nha. Anh đi liền đây nè. Này nè, thằng ốm lá dài gai nhọn mà cụ ngại chết. Anh ơi, anh đi chưa? Anh ơi. Chàng đã đi rồi, tôi đành vĩnh biệt. Hồng Quy ơi, không phải em phụ chàng, nhưng em phải chết để cho chàng khỏi vì em mà dương bận. Mai ra chàng mới tìm được gương đầy tồn sinh. Anh đã đem máu anh chan hôn thì em giờ em mất máu, đau đớn khi diêm âu tự ly ngàn thu nhớ thương. Tình như đêm theo em, tình anh về nơi gọi chết trong chốn mông lung kia. Hồn em còn dương gió này, giờ đêm tàn cách khuya, nhờ sương đêm gơi đôi giọt tình. Còn thương thì xin nghe đừng. Xin dính biết tìm hoài đâu có thấy. Trời ơi, em đâu rồi Lệ? Lệ ơi, Lệ à? Hả? Mảnh áo rách của ta còn đấy, rồi nàng đã đi đâu? Ủa, máu gì trên áo? Chữ của Lê. Nè, viết gì đây? Hãy cuộc sống lạc loài ngoài sơn gió, dưới mày trời bồn cửa trong nhân tình. Mượn dòng nước bạc quyên sinh, nhường cơm nuôi sống người mình yêu thương. Trời ơi, Đấu Lễ đã cầm mình. Đấu Lễ ơi, em đã gửi thân em giữa dòng thác lừa đồ, thì anh sống dài đây trong cơ khổ phong trần. Đấu Lễ đời lắm trong gai mà anh trơ trọi một mình, giữa lúc anh chán ngán tê tình đen bạc, chỉ còn có em theo bước phiêu linh. Từ tháp ngà dôi xuống bùn đen, anh đâu rõ nhân tình nên quyết cùng em thành cỏ dài. Đôi mình đang ước một màu xanh, sao em đặt quỷ hoài cho đời anh lúc mơ tàn.
Lệ ơi, anh đã thề nếu em chết đi thì anh cũng chết theo em, cho trọn tình chung thủy. Lệ ơi, em hãy đợi anh. Lệ ơi, em hãy chờ anh theo giới. Lệ ơi, Lệ.